bây giờ học sinh học tăng ngày xưa rất nhiều. Nên đừng có nói là ngày xưa bọn ta học khó lắm, bây giờ bọn nào dễ lắm. Không thể đâu. Không thể đâu. Bây giờ các bạn học rất nặng. Bây giờ các bạn học rất nặng. Học rất nặng. Học rất nặng. Các em bây giờ phải học rất nặng. Có thể ở đây khỏi cân nhắc. Xem hết livestream không được cấp bằng, nhưng học tốt hơn là điều mà thầy chắc chắn. Thật không à thầy, thế con học phí? Các em yên tâm mọi bài giảng đều được free. Học bài toán khó cứ đem lên tỉ thí. Thầy chỉ cho bí kíp ô dễ thôi nhầm nhỏ gì. Ê toán hình toán đại chớ ngại, có thầy cứ điểm cao mà quất. Ê khó càng thú vị, lớp thầy nó vừa vui vừa chất. Ê tối dù khuya thầy lai sờ chim là em lại căng tròn mắt. Ê click vào ngay kèo lúc nhìn thấy điểm thi bụi bay vào mắt. Thầy đã đây, thầy sẽ ký video này. Thầy đã đây, cứ tinh túy ở trong này. Và xem đây, lớp miễn phí cho chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Thầy đã đây, thầy sẽ ký video này. Thầy đã đây, cứ tinh túy ở trong này. Và xem đây, lớp miễn phí cho chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Nếu không có người yêu, cứ đến đây thầy phát. Thôi đùa đấy đừng yêu, bỏ đi mà học dứt khoát. Em lạc lõng trong cuộc đời, đến livestream sẽ khác. Thầy sẽ như Bích Phương giúp em trả lời những câu hỏi khác. Thầy luôn luôn online, luôn luôn quan tâm các học sinh yêu nhất. Tình yêu hôn nhân ăn chơi tương lai bao la những lời khuyên chất. Những gì tinh túy nhất thầy đã tóm tắt tổng hợp ở đây rồi. Mày không like không xem thì đừng có trách mai kia ra đê ngồi. Xem kỹ video này, thầy đã đây. Cứ tinh túy ở trong này, và xem đây. Lớp miễn phí nhà chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Thầy đã đây, hãy xem kỹ video này. Thầy đã đây, cứ tinh túy ở trong này, và xem đây. Lớp miễn phí nhà chúng mày. Giờ lắng tai và nghe rồi like và share. Hello, tụi to thế. Alo. Rồi. Yeah. Rồi, xin chào các em nhá. Chào Đỗ Huy, chào Huy Đinh, chào Thiên An Lê, chào Ngô Hữu Tâm, chào Lưu Hương. Úi dồi ôi, đọc tên méo cả mồm. Lưu Hương Ly, đúng không? Lưu Hương Ly, đọc dễ hơn. Chào Hoàng Thông, chào Trà My. Các bạn tắt bạn bè của mình vào giúp thầy nhá. Có bạn nào trong nhóm mà là bạn của các bạn, nhớ vào bọn nó vào học. Rồi, chào Đỗ Huy. Chào Nguyễn Ngân, chào Khoa Nguyễn, chào Nguyễn Ngọc. Chào Thanh Tú. Chào Phạm. À, Phan Nhật Anh. Úp, ở đây lại 2K5 à? Ơi giời, học sớm thế. 2K5 thì học đã hiểu gì về hình không gian. Rồi, chào các em. Chào các em. Ơ, vào chào nhau một cái cho nó vui cửa vui nhà nhở. Bùi Văn Duy cũng 2K5 à? Ấy chả, máu nhỉ? Rồi, chào Trần An.
chào Dương Ngọc Châu, rồi chào Lê Văn Hùng, rồi chào xin các bạn. Thầy là fan Big Daddy à thầy? Không, thầy có phải fan Big Daddy đâu. Rồi chào các bạn. Bật Tiểu Hí mới vui cả vui nhà. Alo alo. Các bạn học nghiêm túc nhá, không phải thầy bảo thầy Lộc vào là mắng các bạn đấy. Thầy Lộc là mắng gắt lắm đấy. Mắng gắt lắm, thầy sợ lắm. Thôi thì Lộc mắng các bạn đấy, các bạn học toàn các bạn học không nghiêm chỉnh, không thành Lộc mắng cho lại kêu. Mắng cho kêu buồn lắm. Đợi em đi bê để thầy ơi. Cái thằng này má đi bê tiền bạc bê mẹ làm ra để em đi bê hả? Cái thằng Dũng này sao mà em đi ngủ đang thi. Tôi ốm các em quá đi. Đang thi mà đòi đi ngủ. Mỗi thi. Nói thiệt là bữa nay á, là các em biết học bao nhiêu tiết không? 9-10 tiết rồi đó các em. Ráng học đi. Sao nãy giờ mà sao đi ỉ dữ dằn ỉ ỉ. Các em chỉ biết ăn rồi ỉa thôi hả? Em đang nhịn ỉa để thi thầy ạ. Ừ, bảo em giỏi á. Thầy thương em lắm á. Dịch bệnh các em có thông cảm mà nhé thầy ra đi. Sao của em còn đeo ở trên đây nữa? Hết học sinh vô cái bảng đầu bài tụi nộp thầy hiệu trưởng á. Thầy đã biết thầy đẹp trai rồi mà. Nhiều khi nhìn thầy nhìn vô gương á. Thầy nói cái thằng quần nào mà sao đẹp trai dữ dằn vậy? Thuốc ai để ỉa thì để ỉa đây. Chút đừng 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 có đang học mà mày đi ỉa. Nhiều em ỉa chảy 5 phút đi ỉa lần, 5 phút đi ỉa lần, mệt thiệt. Rồi, hello game. Tí đang học đừng có xin đi vệ sinh ấy nhá. Mệt lắm ấy. Rồi. Nghe này, hôm nay các bạn sẽ chuyển sang cái phần khoảng cách cấp độ số 3. Hôm nay là buổi số 3 rồi và cũng là cái khoảng cách mà nó quan trọng nhất ở trong cái phần khoảng cách. Ở buổi trước ý, là thầy đã dạy cho các bạn cái khoảng cách cấp độ số 1 và cấp độ số 2 rồi có đúng không? Và ở trong cái phần cấp độ số 2 ở đây là thầy nhắc lại cho các bạn một cái từ khóa là gì?
vuông ở đâu, gấp đôi lên ở đó. Ví dụ ở đây chúng ta có chóp SABCD, SABC. SA có phải đấy, người ta hỏi các bạn là khoảng cách từ chân đường cao. Nhớ nhé, phân biệt loại 2, cấp độ số 2 là chân đường cao đến mặt bên. Thì vuông ở B, các bạn kể AH vuông góc SB, thế là xong. Giả sử là bài này nó không cho các bạn là vuông ở B, mà nó lại bảo các bạn là gì? Không có góc vuông ở B và C. Đấy, thì các bạn làm như nào? À, mình tự tạo ra góc vuông, nhà mình không có điều kiện tự tạo ra góc vuông. Vuông ở M gấp đôi lên ở đó là AH vuông góc SM. Đấy là khoảng cách luôn. Nhớ chưa? Cứ làm như này cho thầy là nó ra. Còn cách chứng minh như thế nào thì buổi trước thầy cũng dặn các bạn rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi thực chiến nhá. Mình đi thực chiến. Nào, thầy sẵn sàng vào buổi học chưa? Sẵn sàng rồi, comment sẵn sàng giúp thầy nào. Rồi, chào Thiên Nhi, chào các bạn. Sẵn sàng rồi, comment sẵn sàng giúp thầy nào. Cuối giờ coi bói tiếp nha thầy. Bọn này tâm linh nhiều quá, nghiện ngập tâm linh quá. Này, mê tín dị đoan đấy. Nào, sẵn sàng, comment sẵn sàng có thầy một cái nào. Vuông ở đâu gấp đôi nào đó. Vô thầy Đạt có hẳn hai người yêu luôn. Thế mà thầy bộ mày còn chưa có người yêu. Buồn quá. Bộ mày xem thế nào. Nghĩa vụ của học trò là phải đi thiết kế người yêu cho thầy. Nhớ chưa? Thiết kế cỡ phải hoa hậu. Sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ sẵn sàng rồi, mỗi bạn comment cho thầy một trái tim vào xem nào. Comment một tim nào. Comment một tim. Chúng ta ngập tràn màu đỏ đi. Học hành cho nó sung. Đấy nhá, comment sẵn sàng xong mỗi bạn comment một tim để thầy bắt đầu luôn à. Lại con Phương Thảo Nguyễn, hôm nay là em lại thầy lấy ghép đôi cho em với 10 bạn nhé. Con tham lam này, buổi trước ta đã bảo mày rồi. Dâm dê, tham lam. Câu này chỉ có làm, không làm mà đòi quan à. Cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu. Đấy chưa? Không làm mà đòi có nghiêu. Rồi. Hôm trước là chúng ta đã đi về ví dụ số 3, ví dụ số 4 rồi đấy. Hôm nay thầy sẽ chiến cho các bạn câu ví dụ số 5. Cái câu này nó không có trong tờ đề của các bạn đâu. Không có trong file đề đâu. Câu này ở bên ngoài, hôm nay thầy cho các bạn thêm để các bạn thực chiến nhá. Rồi. Thầy bảo comment tim chứ không phải là comment chữ tờ im tim đâu, comment hình trái tim ý. Cái bọn này. Comment tim cơ mà. Rồi. Rồi, chào Trang Trần. À, lại thấy Trang Trần rồi. Trang Trần như là bạn bè với thầy. À, mấy cả cuối giờ, cuối buổi live hôm nay thầy sẽ dạy cho các bạn cái cách để các bạn luôn luôn nhận được toàn bộ các cái video của thầy. Nhớ chưa? Có một cái bí quyết để nhận được toàn bộ video của thầy. Mà nhiều người không biết đâu. Cái này nhiều người không biết đâu. Thì tí nữa thầy sẽ nói cho các bạn. Cuối giờ nha. Cuối giờ thì các bạn có hai chương trình hôm nay. Một là... nếu mà xong sớm trước 12 giờ, hôm nay buổi hôm nay cũng dài đấy, nên có thể là đến tầm 12 giờ chúng ta mới xong. Nên ở đây là cuối buổi, là nếu như các bạn nào có thức thì thầy sẽ dạy cho các bạn cái cách để lấy được video, tất cả các video của thầy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chương trình xem trước tương lai, đúng không? Xem trước tương lai. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhỉ. Câu số 5, nào câu số 5, các bạn cùng vẽ hình ra nháp rồi comment đáp án luôn cho thầy nhá. Câu 5, cho hình chóp SABCD, đáy của chúng ta là một hình chữ nhật với AD là bằng 2A nhỏ. SA vuông góc với đáy và SA bằng A nhỏ, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD là gì? Thầy vẽ hình ra. Đấy là hình chữ nhật này. Ở đây là SA vuông góc với đáy, đúng không? Ok, vẽ nét đứt vào nào. Đấy, các bạn nhớ góc vuông này, các bạn ký hiệu hết góc vuông vào giúp thầy. AD người ta cho các bạn là bằng 2 này. SA bằng A nhỏ các bạn coi như số 1. Khi tính toán trong một không gian, đặc biệt là khi đi thi, các bạn nên tối giản cái bài toán đi. Bởi vì sao? Các bài này đơn vị đều là A nhỏ hết. Các bạn coi như A nhỏ bằng số 1 ấy.
thì chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn. Ui dồi ôi, các bạn đã comment 5C rồi, nhanh vẽ liều. Thì bây giờ ta sẽ có A này, SCD, các bạn phân biệt được ngay, chứng tỏ là các bạn học bài rất là tốt đấy. A này, SCD, mình phân tích được ngay cái bài này. A ở đây của mình nghe này, nó là chân đường cao, đúng không? Nó là chân đường cao, là chân đường cao, chân đường cao. SCD ở đây của các bạn, mình nhìn ra ngay đây là nó đang nghiêng nghiêng, mặt nó đang nghiêng nghiêng là mặt bên. Mà từ chân đường cao đến mặt bên thì buổi trước thầy dạy các bạn đây nó rơi vào cấp độ số 2. Cấp độ 2 thì cái câu cú của chúng ta nói là vuông ở đâu gấp đôi ở đó, đúng không? Không thể lệch đi đâu được. Nào, vuông ở đâu gấp đôi ở đó thì khoanh vùng cái SCD vào cho kem. SCD. Rồi. Thì đây chúng ta sẽ có này, vuông ở D gấp đôi lên ở đó. Vuông ở D đúng không? Các bạn gấp đôi lên ở D bởi vì không vuông ở C đâu. Cái tam giác này này, đáy không vuông ở C. Vuông ở D gấp đôi lên ở D kẻ AH vuông góc với SD. Nhớ đây là nét đứt bởi vì nó nằm ở mặt phía sau. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn rất đơn giản là kẻ một cái đường AH vuông góc với SD và các bạn suy thẳng ra luôn. Bây giờ mình suy luôn, không đi chứng minh nữa. A đến SCD của chúng ta là ông AH. Mà tính ông AH này thì easy vãi. Thì các bạn nhớ trong tam giác vuông SAD thì 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AD bình. Có đúng không? Thì ở đây là gì đấy? À, mình dùng luôn công thức giải nhanh. AH bằng SA nhân AD chia cho căn của SA bình cộng AD bình. Mà kem đã có AD bằng 1, SA là bằng AD bằng 2, SA bằng 1 là 2 căn 5 này trên 5. 2 trên căn 5 ấy, đáp án C. Rất tốt. Rất tốt. Các bạn comment 5C quá là tốt luôn. Rồi, nhớ phân biệt được như thế. Cấp độ số 2 là cứ từ chân đường cao mặt bên là mình quất thôi. Thấy cái hình chóp chưa? Rồi, chào các em. Chào Quang Minh Nguyễn nha. Mình sang câu số 6. Đây là đề thi chính thức của năm 2018. Chính thức năm 2018. Ở năm 2018. Bây giờ mình quất luôn đề thi đi học sợ cái gì, đúng không? Cho hình chóp SABC. SABC. Mình vẽ đáy là một tam giác thường thôi. Nó cho tam giác vuông thì mình cũng vẽ là tam giác thường, một ngắn và một dài BC. Vuông ở đỉnh B, đúng không? AB thì bằng A nhỏ coi như là số 1 đi. SA vuông góc với đáy, SA vuông góc với đáy đây. SA vuông góc với đáy. Rồi, AB bằng A nhỏ rồi, SA người ta cho bằng A nhỏ coi như số 1 luôn. Nó hỏi khoảng cách từ A đến SBC là gì? Câu này đã có Trần Việt Hiếu comment 6D. Đờ ngờ 6D rồi, Hồ Huy 6D quá tốt. Các bạn làm thấy rất là sung sướng. Vuông ở đâu? Vuông ở B đúng không? Gấp đôi lên ở đó, AH. Easy game không? Già luôn. Vậy thì khoảng cách từ điểm A đến SBC nó chính là ông AH. Đấy, đề thi đại học cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Là căn 2 trên mấy? Căn 2 trên 2. Đúng không? Thì các bạn nào mà nhanh trí các bạn sẽ nhận ra ngay là gì? Đây là một tam giác vuông cân. Mà tam giác vuông cân thì đường cao trong tam giác vuông cân thì nó sẽ bằng là gì? Cạnh như căn 2 trên 2. Đường cao trong tam giác vuông cân bằng cạnh như căn 2 trên 2. Nhớ chưa? Nhá. Hoặc là các bạn thích Pythagore hay là các bạn dùng công thức 1 trên nó đều ra cả. Đáp án D luôn. Rất tốt. Good job em. Rồi, chúng ta quất tiếp một câu nữa. Đây là câu đề minh họa trong đề năm 2018-2019. Và túm lại đề 2019 ấy. Đây, đề minh họa năm 2019. Cho hình chóp SABCD. Có đáy là một hình thoi cạnh A nhỏ. Góc BAD bằng 60 độ. SA vuông góc với đáy. Được chưa? Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng SCD bằng bao nhiêu? Đấy, B đến SCD. Thì các bạn nhìn câu này nhé, khoảng cách từ điểm B đến SCD. Ô thầy ơi, em thấy SA đang vuông góc với đáy. Tức là chân đường cao của em là A. Chân đường cao là A. Là A, đúng không? Mà người ta hỏi khoảng cách từ điểm B, B không phải chân đường cao. Không phải chân đường cao. Vậy thì em làm như nào bây giờ? Em không thể nào phệt luôn, vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó thẳng luôn được. Mà em phải làm như nào? Thì em nhìn giúp thầy nhé. Em nhìn giúp thầy. Đó là chúng ta học cái cấp độ số 3. Đây là cấp độ mà khoảng cách từ điểm nó không phải là chân đường cao mà các bạn cần tính đến mặt bên. Thì ở đây, giả sử các bạn đang cần muốn dựng khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P mà không
thực hiện được trực tiếp đấy, đồng thời B lại dựng được khoảng cách trực tiếp, thì các bạn sẽ làm như sau. Đây, bài toán như sau. Ở đây khoảng cách từ điểm A, A ở đây là chân đường cao rồi, A ở đây là chân đường cao nhé, A là chân đường cao, chân đường cao. Nhưng mà B ở đây thì nó không phải chân đường cao, chân đường cao, được chưa? Nhưng người ta lại hỏi là mày tìm cho tao câu hỏi là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P này này tính như thế nào bây giờ? Đấy, câu hỏi đặt ra như thế. Thì bây giờ em nhìn giúp thầy. Đó là bước 1, các bạn vẫn đi phệt cho thầy khoảng cách từ chân đường cao là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P trước đã. Bước 1, ta tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, tức là khoảng cách từ chân đường cao. Ok chưa? Bước 2, các bạn nối cái điểm A với điểm B với nhau giúp thầy. Khi em nối hai điểm AB với nhau, nó sẽ rơi một trong hai trường hợp sau đây. Trường 1, em nối vào em thấy ngay cái đường thẳng AB của em nó đang song song với mặt phẳng P. Mà khi cái đường thẳng AB của em mà song song với mặt phẳng P, em nhìn bằng mắt thường em thấy ngay đó là có khoảng cách từ điểm A đến P, nó bằng luôn khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P không em? Bằng chứ còn gì nữa, đúng không? Bằng luôn. Rồi, vậy em kết luận ngay cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P bằng luôn khoảng cách từ điểm A đến phẳng P. Thế là hết bài. Ok chưa nhỉ? Trường hợp số 2. Đấy, là loại 2. Là các bạn nối A với B với nhau nhưng em lại nối nó vào với nhau. Thấy rằng là AB nó đang cắt mặt phẳng P tại một điểm Y. Đấy, tại một điểm Y. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có nối vào với nhau, em nhìn giúp thầy nhé. Thầy gọi hai điểm AH và AK. AH với AK. Thì em thấy này, theo ta led các bạn có AH đấy trên cho AK có bằng là cái thằng AI trên BI không em? Đây là ta led. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có khoảng AH, nó chính là gì? Là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. AK à, BK là gì? BK nhé. BK là gì? Là khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P. Được chưa nhỉ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng thấy được ngay là để đi tìm khoảng cách rất đơn giản, các bạn nối hai thằng cách nhau từ điểm Y, các bạn dùng công thức cầu vồng giúp thầy. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng P chia cho khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng P nó sẽ bằng là gì? AI trên BI. AI trên BI nối cái cầu vồng vào với nhau, sau đó các bạn quy đồng lên là xong. Được chưa nhỉ? Quy đồng lên là xong. Nhá, quy đồng lên là xong. Rồi, bây giờ thì thầy lấy ví dụ cho các em như sau. Ví dụ, chính đây câu số 7 này, để minh họa làm hai câu 19. Cho hình chóp SABCD có đáy là một hình thoi, thầy vẽ hình thoi ra. Rồi, SA vuông góc với đáy. Rồi, S, A, B, C, D. Em phân tích được ngay là ở trong bài này là cái thằng B của mình, người ta hỏi khoảng cách từ D, B đến mặt phẳng S, C, D. Các bạn sẽ nhận ra là ô, B đến S, C, D, B không phải chân đường cao thì mình làm như nào? S, C, D. Đến mặt bên thì các bạn nhớ cái bước 1 thầy vừa dạy cho các bạn là bước 1 chúng ta vẫn làm gì? Bước 1 chúng ta vẫn là đi tìm khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, đúng không? Bước 1. Thì bây giờ thầy sẽ tìm khoảng cách từ điểm A nhé. Hết A này, đến mặt phẳng P. Đấy, A đến mặt phẳng P, thầy nối nó vào. Ok, vuông ở đâu? Gấp đôi lên ở đó. Vuông ở đâu? Gấp đôi ở đó. Thì em thấy ngay nó đang vuông ở đâu? Vuông ở đây, gấp đôi lên. Giống hệt chưa? À, giống hệt câu 6. Chuẩn đấy chưa? Vậy ở đây các bạn sẽ có cái khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, lúc này em nhìn ra ngay là mặt phẳng SCD của em. SCD nó chính là ông AH. Mà tính AH em dùng công thức 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AD bình. Hai mình dùng giải nhanh là SA nhân với AD chia cho căn của SA bình cộng AD bình. AD bình. Mà SA của mình ấy nó bằng A nhỏ là số 1. AD của mình bằng bao nhiêu? À, nhưng ở đây các bạn sẽ nhận ra là đây không phải là hình vuông. Đấy, đây không phải hình vuông. Được chưa? Anh chị nhận như bài hôm nãy. Mà ở chỗ này này, nếu là hình vuông thì các bạn kể như thế. Nhưng ở đáy chúng ta đây là hình gì? Hình thoi. Có góc BAD bằng 6 sọi.
góc này 6 sọ. Đúng không? Góc này 6 sọ. BAD bằng 60 độ. Vậy thì khi BAD bằng 60 độ ấy, BAD bằng 60 độ thì các bạn sẽ làm như thế nào? BAD bằng 60 độ thì góc này của các bạn này cũng là bao nhiêu? 60 độ. Đúng không em? Vậy thì góc này của chúng ta là bao nhiêu? 120 độ. Góc này 120 độ. Nếu em kẻ không cẩn thận là em bị sai ngay, nhớ chưa? Em bị sai ngay thì thầy sẽ vẽ hình thoi xịn sò cho các bạn ra ngoài này. Hình thoi xịn sò để các bạn không bị kẻ nhầm nhá. Bây giờ mình phải kẻ này. Đáy không có góc vuông thì mình phải tự tạo ra gì? Tự tạo ra góc vuông, nhớ chưa? Tự tạo góc vuông ra. Thì thầy kẻ cho các bạn cái đáy. BAD bằng 60 độ. Rồi. Ok chưa? Rồi. Ở đây góc A của các bạn nằm ở đây. B đây, C đây và D đây. Ok. BAD góc là 6 sọ. Đúng không? 60 độ. Bây giờ từ điểm A các bạn cần kẻ một đường vuông góc với CD, bởi vì C và D lúc này các bạn nhìn cái tam giác ACD nhé, thì khoanh vùng cái đáy tam giác ACD vào cho các em. ACD ở đây mình không hề có gì, không hề có góc vuông ở C hay D cả, không có. Không có thì mình phải như nào? Kẻ thêm. Nhưng kẻ ấy, thì lúc này nó nằm ở bên ngoài cơ. Kẻ A, AM đi, vuông góc với cả CD thì nó nằm ở bên ngoài như thế này. Các bạn hiểu ý tưởng không? Nó phải nằm bên ngoài. Nó phải nằm bên ngoài. Đấy, kẻ AM vào. Rồi, phải nằm bên ngoài chứ không nằm ở trong được nhá. Thì đây thầy sẽ ghi thêm bước nữa, bước kẻ cho bạn nào mà chưa giỏi lắm. Các bạn xem là kẻ AM vuông góc với CD, kẻ thêm một đường nữa là kẻ A vuông góc với gì em nhỉ? Vuông góc với cả SM. Vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó. Ok chưa? Rồi, thì đây chúng ta sẽ có nè. Thầy kẻ này, kẻ ra ngoài, kẻ ra ngoài, kẻ ra ngoài như thế này. Đấy, ngoài thằng M có thể nằm ở đây. Ok chưa? M nằm ở đây. Xong. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy ngay. À, vuông ở M thì gấp đôi lên ở đâu? Gấp đôi lên ở M giúp thầy. Gấp đôi lên ở M. Rồi, thầy có AH nằm ở đây. Thế là xong rồi. Vuông ở đâu gấp đôi ở đó. Vậy thì các bạn sẽ kẻ AH của M xong rồi. Vậy thì AH bằng gì? 1 trên là SA nhân AM chia cho căn của SA bình cộng AM bình. Nhưng cái quan trọng ấy là các bạn phải tính ra được SA và tính ra được AM. Thì đề bài đã cho các bạn sẵn rồi, là SA của chúng ta ấy nó bằng bao nhiêu rồi, nó bằng A nhỏ. Nhưng AM các bạn tính như thế nào? Thì ở đây cách tính AM như sau. Các bạn nghe cách tính AM nhé. Tính AM này, có phải các bạn nhìn cái thằng AM ở đây, góc này của chúng ta ấy, góc này này là bằng bao nhiêu? 120 độ ông em. Thầy vừa phân tích cho các bạn xong, góc này 120 độ. Vậy thì suy ra cái góc còn lại bên này này, nó là góc bao nhiêu? Góc 60 độ. Đúng không em? Góc 60 độ. 60 độ. Rồi, mà trong tam giác này, tam giác màu hồng này, tam giác màu hồng này, để tô màu hồng vào cho các bạn. Chúng ta tam giác màu hồng này, các bạn sẽ có một góc 60 độ. Và cái cạnh AD các bạn có rồi. Vậy thì AM ở đây đóng vai trò là cạnh đối diện so với cả góc này. Cạnh đối. Đối và huyền dùng gì thôi? Dùng sin. Vậy đây chúng ta có sin của góc ADM, ADM bằng đối trên huyền là AM chia cho AD. Đúng không? AM chia AD. Vậy thì suy ra ở đây cái thằng AM các bạn ấy, nó sẽ bằng là sin của góc 60 độ nhân với AD. Ok rồi. Nhá. Hình thoi là cạnh A nhỏ nên suy ra AD cũng là A nhỏ, sin 60 là căn 3 trên mấy? Trên 2. Xong phim chưa? Vậy đến đây các bạn thay số vào, bấm máy tính là xong. Nào, thầy bấm máy tính. Ở đây chúng ta nhập là gì thôi? X nhân Y chia cho căn của X bình cộng với Y bình. Rồi, căn một cái. Căn một cái. SA là bằng 1. AM các bạn là căn 3 trên 2. Đúng không? Sin 60, căn 3 trên 2. Bằng. Kết quả là căn 21 trên 7. Căn 21 trên 7. À nhờ, xong. Vậy đến đây chúng ta sẽ nối nhá. Bây giờ người ta, cái quan trọng ấy là người ta hỏi cái khoảng cách từ điểm B. Em nối vào này, em nối vào, nối A với B, nối A với B, bởi vì B không ở trên đường cao. Em nhận ra là ta thấy độ 3 đấy, AB của mình ấy, em thấy như nào? AB của em đang song song với mặt phẳng này,
AB, nó đang song song với cả thằng CD, nên AB sẽ song song với mặt phẳng SCD, nhớ chưa? Bởi vì đường thẳng song song với mặt phẳng khi mà nó chỉ cần song song với một cạnh thôi, ta thấy AB đang song song với CD, vậy thì suy ra ở đây AB đang song song với SCD, thế là xong. Mà khi song song thì nó rơi vào cái loại mấy? Loại 1, khoảng cách nó như nào với nhau? Bằng nhau, đúng không em? Loại 1. Vậy đến đây, thực chất là chúng ta đi tìm ngoài từ điểm A thôi, là hết bài rồi. Vậy suy ra cái khoảng cách từ điểm A đến SCD bằng luôn cái khoảng cách từ điểm B đến SCD. Và người ta đã tìm ở trên cho các bạn rồi, là căn 21/7. Và người ta đấy chính là thầy. Nhá, hết bài, đáp án A. Ok chưa? Đấy. Các bạn đã kịp hiểu chưa nhờ? Hiểu rồi các bạn comment giúp thầy chữ H vào đây nhá, là đều hiểu rồi nhá. Chữ H vào đây. Thầy cho các bạn 1 phút để các bạn xem lại. Xịn à? Ui giời, chẳng xịn thì sao? Công nghệ vào các bạn thấy nhìn nó dễ không? Nhìn nó dễ kinh khủng luôn. Phải tin rằng là hiện tại chẳng ai có thể dạy hình mà nhìn nó trực quan như thế này được. Nó quá nhìn dễ, đúng không? Khoanh vùng lên nhìn dễ ợt luôn rồi. Cái dở của các bạn ấy, các bạn học trên bảng xanh phấn trắng ấy, nhìn nó tưởng tượng nó khó hơn. Nhất là đối với những bạn mà có trí tưởng tượng thấp, các bạn phải hiểu trong cái não các bạn là có 7 loại hình trí thông minh. Trong đó có một loại trí thông minh là trí thông minh về hình học. Trí thông minh đại số các bạn nhá, có những bạn học rất được đại số nhưng hình các bạn tịt. Thì đơn giản là cái phần trí thông minh về hình học các bạn nó bị kém. Thì để khắc phục, nhiều bạn đã tưởng tượng nó không tốt thì mình sẽ phải áp dụng thêm vào màu mè vào nữa, nhìn nó dễ hơn, đúng không? Rồi. Sao AH bằng SA nhân AM trên căn á? Ôi trời ơi, Nguyễn Lộc không xem buổi trước à? Nó công thức 1 trên ấy. 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AM bình đấy. Đấy, tam giác vuông đấy còn gì nữa, đúng không? Tam giác vuông. Thì mình chụp căn lên nhảy bấm cho nó nhanh. Chứ các bạn mà để 1 trên ấy, nó rất là lâu. Nhiều thầy thì thấy vẫn còn dùng công thức 1 trên. Nhìn nó nông dân lắm. Nào. Nhìn nó nông dân lắm. Nào, bây giờ thầy sang một cái ví dụ nữa cho các bạn. Rồi, chúng ta là những người văn minh, không ai dùng nông dân nữa nhá. Để minh họa năm 2018. À, câu này giống hệt câu lúc nãy đúng không em? Thôi bỏ qua nhé. Câu tiếp theo đây là đề thi năm 2020 đây này. Năm 2020 cho lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy có các cạnh đều bằng A nhỏ. Gọi M là trung điểm của AA phẩy. Tìm khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A, B phẩy, C. A, B phẩy và C. Nào, câu này ta xử lý nhé. Lăng trụ đứng các bạn vẽ hình với thầy nè. Có một cái bí quyết để vẽ lăng trụ đứng ấy. Đấy. Ở đây thầy sẽ dạy các bạn cái bí quyết vẽ lăng trụ đứng thứ nhất. Các bạn vẫn vẽ một ngắn một dài rồi, đúng không? Thứ hai là cái lăng trụ ấy, các bạn vẽ cái đường cao nó cao lên ấy thì nhìn hình nó sẽ thoáng. Nhiều bạn vẽ cái hình nó rất là lùn. Rất là lùn. Đấy, nghĩ là cái hình nó lùn lùn nhìn nó cute nhưng không phải. Nên hình lùn lùn thì trong đấy các bạn lúc mà kẻ thêm các đường ở trong nhìn nó rất là khó, nên các bạn vẽ hẳn cao lên. Ai cũng thích gầm cao máy thoáng cả nha, đến thầy cũng thích. Cứ hoa hậu cũng cầm cao mày thoáng là mình thích rồi. BC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Nhớ chưa? Rồi, vẽ gầm cao mày thoáng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có nha. Các cạnh là đều bằng A nhỏ. Tức là cạnh bên là bằng A nhỏ và cạnh đáy cũng là A nhỏ hết. Rồi, gọi M của chúng ta là trung điểm của thằng AA phẩy. M đây, trung điểm AA phẩy. Thì gọi là M ở đây nhá. Rồi. M cho nửa A phải tìm khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A, B phẩy C. A, B phẩy và C. Bây giờ các bạn nhìn cái hình nó sẽ hơi bị ngược. Em nhìn này, A, B phẩy C. Nhìn nó ngược không? Nhìn như kiểu đúng là cái mặt phẳng nó nghiêng rồi. Nhưng mà nhiều bạn tưởng tượng nó khó. Nên em muốn đưa về bài toán nhìn nó dễ dàng hơn. Thì lời khuyên của thầy như sau. Đó là em nên đổi cái điểm đi. Để mình nhìn về bài toán nó rất là quen thuộc. Đó là đổi điểm A với điểm B cho nhau thôi. Nhá, đổi A với B với nhau. Thì trong hình không gian có một cái nguyên tắc nữa là khi mà chúng ta nhìn cái điểm mà nó khó, các bạn nên đổi cái đỉnh đi thì bài toán trở nên cực kỳ là easy. B phẩy AC thấy hình easy chưa, hơn nhiều chưa? Bởi vì nó là gì? Nó rơi vào đúng cái hình mẫu của chúng ta đấy. Bây giờ M là trung điểm đây, trung điểm đây rồi. Rồi ok, B
Bây giờ người ta hỏi các bạn là khoảng cách từ điểm gì? Điểm M. Đúng không? Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng B'AC. Mình phân tích M đến B'AC. M đến B'AC. Phân tích lần lượt như sau. M ở đây. Đếch phải chân đường cao. Đếch phải chân đường cao. Đường cao. Mà mặt này này là cái mặt nghiêng, mặt bên. Vậy thì đơn giản mình nhận ra ngay đây là cấp độ 3. Cứ không phải chân đường cao là cấp độ 3 rồi. Cấp độ 3 thì mình phải đưa về cấp độ 2 là mình làm. Đấy là cái tư duy của chúng ta. Nào, bây giờ thầy sẽ đưa về cấp độ số 2. Bước 1 là đi tìm khoảng cách từ chân đường cao. Tìm khoảng cách từ đâu? Chân đường cao. Chân đường cao ở đây là thằng nào? Em nhìn ra ngay. Thầy vẽ hình ra nhé. B'AC. B'AC. Thì em nhận ra là cái mặt này đang nghiêng ngày thì chân đường cao đích thị là phải là thằng B rồi. Không thể lệch đi đâu được. Chính thằng B. Vậy em phải đi tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng B'AC. Nhớ chưa? Nhìn ra ngay của chóp. Khoảng cách từ điểm B đến B'AC. Em rõ chưa nhỉ? Thì bây giờ mình nhận ra là đáy của mình. Chỗ này không có góc vuông. Đấy, không có góc vuông. Thì không có vuông mình tự tạo điều kiện cho mình để nó có góc vuông đi em. Đó là mình sẽ dựng ra góc vuông. Kẻ BM đi. BI đi. Vuông góc với cả thằng AC. Không có vuông tự tạo ra góc vuông. Úi chồng chết mẹ. BI đi. Ok chưa? Vuông ở đâu? Gấp đôi ở đó. Gấp đôi lên. Đó là vuông ở Y gấp đôi lên là B'Y. Rõ chưa nhỉ? Rồi, rất là rõ. Nha, bây giờ thầy sẽ kẻ nét đứt. Rồi. Ok. Ok chưa? Chỗ này là H nhé. Điểm H nhé. Điểm mà điểm H. Rồi, xong. M ở đây, trung điểm. L tìm ở đây. Bước 1 thầy kẻ vuông ở đâu gấp đôi ở đó, kẻ BI vuông góc với AC. Thầy kẻ thêm một đường nữa. Các bạn nghe giảng nhé, tí nữa mình sẽ ghi vào bài sau. Được chưa? Kẻ BH vuông góc với cả B'M, B'Y. Kẻ xong, vuông ở đâu gấp đôi ở đó mà, vuông ở Y. Kẻ BH vuông góc với cả B'Y. Ok chưa? Vậy các bạn phệt luôn cho thầy khoảng cách, không cần đi chứng minh nữa. Chứng minh là buổi trước thầy đã dạy các bạn rồi. Đấy là khoảng cách luôn. Đó là mặt phẳng B'AC. Đó chính là thằng BH. Đấy, BH. Vậy tính BH như thế nào? Đơn giản thôi. 1 trên BH bình bằng 1 trên BB phẩy bình cộng 1 trên BI bình. Em nhìn ra không? Em phải nhìn ra nhé. Em phải nhìn ra 1 trên chưa? Công thức 1 trên. Mà công thức 1 trên ta không làm kiểu nông dân nữa. Mình việt luôn là BB phẩy nhân BI chia cho cái gì em? Căn của BB phẩy bình phương cộng BI bình phương. Bây giờ mình sẽ nhầm trong đầu nhá. Thứ nhất là BB phẩy của mình ấy là gì? Là đường cao. Mà người ta cho các bạn cạnh là bằng bao nhiêu rồi? A nhỏ là số 1 luôn. BI là gì? Là đường cao trong một tam giác đều, là cạnh như căn 3/2. Đúng không? Căn 3/2 luôn. Các bạn thấy không nhỉ? Vậy kết quả các bạn là căn 21/7. Căn 21/7. A nhỏ. Cái này đường cao trong tam giác đều các bạn phải nhớ nhé. BI này. Tam giác đều mà. Đó, nó là cạnh như căn 3/2. Được chưa? Cạnh như căn 3/2. Ok nhá. Rồi. Tính cho nó nhanh. Bây giờ mình đổi điểm này, bước 2 đổi điểm. Đổi điểm sang là các bạn nối cái thằng M và B. Nối M và B xem nó cắt hay nó song song. Bây giờ thì sẽ nối với nhau nhá. Thì nối bằng bút màu đỏ. Em thấy BM em thấy cắt cái đường gì? B'A. Tại một cái điểm thầy gọi là điểm G đi. Điểm G. Rồi. Nối BM gọi BM nó đang cắt cái thằng B'A tại điểm gì? Điểm G. Vậy thì suy ra BM của các bạn nó cũng cắt mặt phẳng này B'AC tại điểm gì luôn? Điểm G luôn. Mà đã cắt ấy thì các bạn phải dùng cái gì em? Dùng đến cấp độ số mấy? Cấp độ số 3 ở loại 2. Dùng cầu vồng của đúng không em? Cầu vồng này. Thầy vẽ cầu vồng cho các bạn nhé. Thầy sẽ xóa cái thằng ở trên đi. Phân tích xong rồi. Xóa đi thôi. Chuyển thằng này lên. Rồi. Chuyển lên đây. Bây giờ thầy cầu vồng này.
Các bạn thấy cái khoảng cách người ta đang hỏi của tôi điểm M đến B phẩy AC chia cho cái khoảng cách từ điểm gì? Điểm B, đúng không em? Điểm B. Đấy, điểm B đến B phẩy AC thì nối với nhau, nối tại G thì các bạn nối này là MG chia cho BG, rất dễ, MG trên BG. Mà MG trên BG bao nhiêu? Thì các bạn sẽ nhận ra ngay ta led. Thầy sẽ vẽ cho các bạn bằng màu vàng nhìn cho dễ nhé. Màu vàng này. Trực quan chưa? Đấy, tam giác màu vàng này và tam giác màu vàng này. Em thấy chưa nhỉ? Đấy, màu vàng này. Thì hai tam giác màu vàng này các bạn thấy đồng dạng với nhau không? Theo trường hợp góc góc. So le trong nhau mà. Thì MG chia cho BG nó sẽ bằng là MA chia cho BB phẩy. BB phẩy. Các bạn thấy ta led không? Thì ta led chưa? MG chia cho BG bằng MA trên BB phẩy. Ta led hai giác đồng dạng với nhau. Mà MA, M là trung điểm rồi. Nên MA trên BB phẩy là 1/2. Vậy rất đơn giản. Quy đồng lên thôi. Bằng 1/2. Cái khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng B phẩy AC. Mà 1/2 ở đây. Ngoài từ điểm B đây rồi. Căn 21 trên 7. Kết quả là căn 21 trên 14. Các bạn thấy easy game không? Có phương pháp vào nó chạy cứ bon bon. Rồi, bây giờ mình sang đáp án gì? Đáp án D nhé. Ngọt chưa? Ngọt như mía lụi. Ngọt không kem? Ngọt rồi, các bạn comment chữ ngọt cho thầy nào. Thầy cho các bạn 1 phút để coi lại bài này. Sweet rồi đúng không? Đấy, đấy thì đại học ấy. Xong rồi đến kỳ 2. Đến kỳ 2 thầy sẽ dạy các bạn một cái phương pháp nữa. Là cái phương pháp một dòng. Bài này thầy chỉ mất một dòng thôi. Một dòng thầy ra được đáp án. Nhưng sang kỳ 2 thầy mới dạy các bạn được. Nha. Kỳ 2 thầy mới dạy các bạn được phương pháp một dòng. Để các bạn ra được bài này. Mất một dòng thôi. Kỳ 2, thấy chưa? Các bạn nào mà đã có khóa S Pro trước rồi ấy, à S1 đấy, khóa S1 đấy, khóa S1 của thầy rồi nhá. Thì ở đây thầy hướng dẫn các bạn cách xem trước luôn này. Đây, hướng dẫn cách xem trước. Đây, các bạn mở cái khóa S1 của bạn lên. Đấy, khóa S1 nha, nhớ cách vào khóa S1 rồi đúng không? Đây, nhắc lại, lớp của thầy nhiều lắm. Đây, S1 này, khóa S1, sau phần bài học, các bạn kéo xuống dưới. Kéo ông dưới, nó ở kỳ 2. Đấy, đây là thể tích này. Đây, hình học giải tích trong OIZ. Các bạn xem cho thầy cái bài số 14 và bài 15. Bài 14 và bài 15. Một dòng thôi là các bạn ra được bài này. Nha, một dòng là ra được. Được chưa? Đấy, đợi kỳ 2. Bài đều loanh quanh. Trong này thì các bạn thắc mắc là có vận dụng cao hay không? Thì câu trả lời luôn là có. Bình thường, update liên tục vận dụng cao trong này. Cả cơ bản cả nâng cao. Rồi, S1. Rồi, tiếp nha. Câu 7 này. Câu 7, ví dụ số 7. Câu 7. Cho hình chóp tứ giác đều ABCD có tất cả các cạnh là bằng A nhỏ. Khi đó, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD bằng bao nhiêu? Nào, A đến SCD. Chúng ta cùng nghe câu này nhé. Chóp tứ giác đều đấy là hình gì? Cả lớp cùng comment cho thầy nào. Chóp tứ giác đều đấy là hình gì? Buổi 1 học rồi. Thứ 3 vừa học xong. Chóp tứ giác đều đấy là hình gì?
chalk thực ra đều đáy là hình gì? Ồ rồi, bây giờ mày có đâu hai đồng chí vào à? Hoàng Tin mới cả Thành Đạt bây giờ mới vào à? Nào. Chalk thực ra đều đáy là hình gì? Đáy là hình gì? Comment xem nào. Đúng rồi, là hình vuông nhá. Hình vuông nhá. Nó phải là vuông. Đấy, nó là vuông. Và chóp đều thì các bạn sẽ phải vẽ tâm đáy. Đường cao đi qua đó. Đường cao đi tâm đáy. Hai đường chéo hình vuông auto là như nào với nhau? Vuông góc với nhau. Rồi. Ok chưa? Tất cả các cạnh đều bằng A. Tức là người ta nói cạnh bên bằng A nhỏ và cạnh tay cũng là A nhỏ đấy. Rồi, khi đó khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SCD là gì? Thì các bạn nhận ra ngay O ở đây mới là chân đường cao cơ. O mới là chân đường cao chứ không phải là A. A không phải trên đường cao nhé, đừng có hiểu nhầm nhá. Rồi, vậy thì đây chúng ta khoanh vùng SCD vào. Ok chưa, SCD. Thì thầy giáo dặn là gì? À, thầy giáo dặn mình là vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó. Nhưng mình nhìn cái đáy O này trên đường cao đến SCD. Nhưng ở đây em nhận ra là ồ, SCD ở đây, chỗ này không phải góc vuông. Góc C có đề ở đây không phải góc vuông. Không có góc vuông tự tạo ra góc vuông cho riêng mình. Có đúng không? Ui giời, đã có Mạnh Tiến Bùi comment 7D rồi, rất đơn giản. Rồi. Kẻ sang đây, vuông ở đâu gấp đôi ở đó. Thì vuông ở đây các bạn phải kẻ song song với thằng gì? Với thằng BC và thằng AD. Bởi vì nó đang đều vuông góc với thằng CD mà. Ok chưa? Vuông ở đây thì gọi là điểm M đi. Gấp đôi lên ở đó, gấp đôi lên. Nó chính là kẻ O gì? OH vuông góc với cả SM. Thế thôi, đứt vào cho thầy nhá. Rồi, vậy bây giờ mình kẻ hai đường này. Kẻ OM vuông góc với CD. Thì suy ra được ngay OM sẽ song song vào bằng một nửa thằng gì luôn? Một nửa BC. Mà BC người ta cho bằng A nhỏ rồi, là bằng A trên 2. Ok nhá. Thế kẻ thêm một đường nữa là kẻ OH vuông góc với SM. Mình phải thẳng luôn, OH là khoảng cách SCD, nó là bằng OH. Tính OH trước, bước 1 nhá, là tính khoảng cách từ điểm O trước nhá, chân đường cao trước. O trước, thấy chưa? Bước 1, tính khoảng cách từ điểm O đến SCD. Đấy, tính trước thằng này đã. Ok, tiếp tục, chúng ta tính thằng này OH. 1 trên OH bình bằng 1 trên SO bình cộng 1 trên O bình, tức là SO nhân OM trên căn của SO bình cộng OM bình. Ok chưa? Rồi, và đến đây chúng ta sẽ bấm máy tính cho nó nhanh nha. Thì SO ở đây bằng bao nhiêu? Nhiều bạn là nhầm không được, không tốt đâu. Thì thầy sẽ nói luôn thêm một bước nữa để bước tính toán cho các bạn đi. SO mình nhầm, à SO em chưa có, em tính SO cho thầy. SO em tính Pythagore trong tam giác vuông SBO đi. Thì ở đây SO của em ấy nó bằng gì? Pythagore là căn của SB bình trừ đi BO bình, đúng không? Thì em bấm máy tính này. Ở đây em có căn của x bình trừ y bình đi. Đây này, x của mình ấy là thằng nào? X của mình là SO. Mà S xin lỗi, x của mình là SB. SB là bằng bao nhiêu? SB là bằng 1, cạnh bên mà bằng 1. Còn BO là gì? Là nửa đường chéo hình vuông. Đường chéo hình vuông là bằng cạnh nhân căn 2 trên mấy? Đường chéo hình vuông cạnh nhân căn 2. Còn nửa đường chéo là chia cho 2 nữa. Nhớ chưa? Rồi, kết quả các bạn là căn 2 trên 2. Đấy là gia tăng SO. Nhớ chưa? BO là nửa đường chéo. Đây này, tam giác vuông. Tam giác vuông màu đỏ này nhá. Đấy. SBO. Các bạn thấy chưa? Đấy, SBO. Khi ra SO rồi, OM các bạn có rồi, bấm máy tính một trên thôi. Thế là đến đây hết rồi còn đâu. Nào, quay lại một trên can. X của mình ấy là SO, là căn 2 trên 2. Còn OM của mình là 1 phần 2. Bằng một cái kết quả là căn 6 trên 6. Nó lại là dễ, đúng không? Căn 6 trên 6 A nhỏ. Ok, thế bây giờ thầy tính bước 2 là tính cái gì em? Khoảng cách từ điểm gì?
gọi từ điểm A đến S C D thì các bạn sẽ thấy ngay nhá, nối mà nối A với O của mình nhá, A vào trên đường cao, thì các bạn sẽ nhận ra là suy ra AO của mình ấy, nhận ra nó đang cắt mặt phẳng SCD không em? Em kéo dài AO ra cắt SCD tại điểm gì? Điểm C. Cắt tại điểm C, cắt lồ ra đấy, cầu vồng vào đây thôi. Quay từ điểm A đến SCD. Chia cho cái khoảng cách từ điểm O đến SCD. Thì cắt tại điểm C thì nó sẽ là AC chia gì em? OC. Mà AC đang gấp đôi OC tức là bằng 2 rồi. Vậy thì suy ra khoảng cách từ điểm A đến SCD nó bằng 2 lần khoảng cách từ điểm O đến SCD. Thấy không? Nhân 2 vào đây, 2 nhân căn 6 trên 6. A nhỏ là căn 6 trên mấy? Trên 3 nhỏ. Căn 6 trên 3 thì đáp án gì? Đáp án D. Nha. Đáp án D. Rồi, thì kết thúc bài toán. Mượt chưa em? Sơn siêu chưa? Sơn siêu chưa? Siêu viết nào nhỉ? Siêu, đúng không? S-I-L-K. Siêu. Ờ, đúng không? Sơn siêu cho các em ơi. Mượt chưa? D nhé. Ừ, các bạn comment nhanh quá. Dã man quá. Rồi, sơn siêu rồi đúng không? Sơn siêu rồi. Bây giờ thầy sang câu số 8 nhá. Câu số 8 sẽ có được comment OMO ở đây này. OMO là hỏng rồi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cùng nhìn câu 8. Câu 8. Cho hình chóp SABCD có đáy là một hình vuông và SA là vuông góc với đáy và SA thì bằng 2 nhỏ. Nếu M thuộc trên đoạn AD thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC bằng bao nhiêu? M đến SBC bằng bao nhiêu? À, M đến SBC bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình nhá. Đây là hình vuông này. Rồi, SA vuông góc với đáy. À, mình đã đứt vào. S A B C D. SA thì bằng 2 nhỏ. Rồi, M nằm trên đoạn AD. M nằm trên AD. Điểm bất kỳ. M đến SBC. Ok. Quá đơn giản. Ra luôn, comment thật nhanh đáp án. Câu này thì nghĩ các bạn làm trong vòng tích tắc là ra đáp án rồi. 8B rất nhanh, An Trường 8B rất tốt em. Rồi mình quất luôn A đến SBC. Thì ở đây có góc vuông ở đâu rồi? Ở B rồi, đúng không? Em khoanh vùng cái đáy mà. Khoanh vùng vào. Đấy, khoanh vùng vào này. Mình luôn luôn tính hóa từ chân đường cao chứ cô thầy. Đấy, chân đường cao. Chân đường cao là A, mình quất trước từ A. Bước 1. Khoảng cách từ điểm A đúng không? Đến SBC. Vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó. Vuông ở B gấp đôi lên ở đó. Ra luôn AH từ đây. Ngon chưa? Rồi kẻ đây một phát nét đứt cho thầy. Thì ở đây chúng ta sẽ có là bằng AH. Bước 1 trên. 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AB bình. Tức là SA nhân AB trên căn của SA bình cộng AB bình. Rồi. SA ấy, thì nó bằng 2 nhỏ. Kia là 1 là 2 căn 5 trên 5 luôn. Được chưa? Bây giờ đến khoảng điểm M. Bước 2. Em nối A với M với nhau. Em nhận ra AM của mình ấy, nó đang song song với mặt phẳng SBC không?
Bởi vì AM em nhìn nó lù lù ra đấy là nó song song với cạnh gì em? Song song với thằng BC. Thấy không? Thì nó song song với thằng FBC. Mà đã song song thì nó rơi vào loại 1 rồi. Loại 1 là khoảng cách nó bằng nhau. Bằng luôn khoảng điểm A đến FBC. Thì nó bằng 2 căn 5 trên 5. Xong luôn, đáp án B. Rất tốt, các bạn làm mượt mà quá. Tám A. Tám A. Rồi, 9 nhá. Nghe câu 9 câu cuối cùng là câu cuối cùng này, câu cuối cùng này. Xong rồi thầy nói cho các bạn hai cái đầu giờ thầy nói cho các bạn. Thầy còn chưa nói. Hai cái. Nào, câu 9. Câu 9. Câu 9. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. Tâm O có cạnh là bằng A nhỏ. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABCD là trung điểm H của cạnh AD. SH là bằng A căn 6 trên 4. Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC tính theo A là bằng bao nhiêu? Rồi. Là bao nhiêu? Đây là hình vuông đúng không? Ta sẽ vẽ đấy hình vuông ra. Hình chiếu của S là trung điểm H của cạnh AD. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ có là S, A, D, C, B, đúng không? Ngon lành. H ở đằng đây. Hình vuông đáy có tâm O là O. Tâm O. Ở đây chẳng liên quan gì đến O nhỉ? Chẳng liên quan gì đến ô cả, kẻ ô bấm đách đi, không cần. Không cần một kẻ ô làm gì cả. Rồi, như thế hình cho nó gọn. Bây giờ nó hỏi các bạn là tính vào tam khoái từ điểm D. D mình khoanh vùng này không ở trên đường cao, H mới là trên đường cao. D đến SBC, đúng không? D đến SBC em nối vào với nhau, SBC. Em nối với nhau. Rồi em nhận ra ngay, nối cái đáy vào. Úi giời, nó đã rơi vào đúng cấp độ 2 chưa? Thực ra cấp độ 3 là nâng cấp của cấp độ 2 thôi mà. Rồi, vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó, nhưng không có vuông ở C và B đâu. Mình sẽ kẻ một đường vuông góc vào BC. Thì kẻ vuông góc vào đây thì nó phải song song với thằng gì? Song song với cái thằng CD. HM nhá. HM. Ok. Rồi, vuông ở đâu gấp đôi lên ở đó, vuông ở M gấp đôi lên ở đó. Vuông với thằng gì em? À, ở đây là thằng HK. Được chưa? HK. Rồi. Nét đứt vào. Cái HM này. Vuông góc với cả BC. Kẻ ông HK. Vuông góc với cả SM. Thì thầy giáo suy ra khoảng cách từ điểm H đến SBC của các bạn ấy là ông HK. Được chưa? Là ông HK. Thì tính HK như thế nào? Một trên thôi, lại là SH nhân cả HM này. Chia cho căn của SH bình cộng HM bình. Đấy, cứ đúng step by step, làm đúng những bước thầy đã dạy, tự nhiên nó làm được. Thì SH của chúng ta đề bài cho các bạn là căn 6 trên 4 rồi. Thì HM em thấy ngay nó bằng A nhỏ luôn. Bởi vì hình vuông cạnh là bằng A nhỏ mà, đúng không? Hình vuông cạnh A nhỏ, tức là ông này cũng là A nhỏ, ui dù to thế. Đấy, ông này cạnh A nhỏ, bởi vì đồng bằng CD, SH mình có rồi,
Vậy thì một trên vát ra luôn, đúng không em? Ra luôn. Nào mình vào máy tính. Can x của chúng ta là bằng 1. Y các bạn NH là căn 6 trên 4. Căn 6 này chia 4, bấm bục phát ra luôn. Không cần dùng một trên, căn 33 trên 11. Căn 33 trên 11. Rồi, mà đem nối D vào D với H, DH của mình. Đấy, em thấy ngay DH của mình đang như nào? Nó đang song song bố thôi. Song song với cả mặt phẳng SBC. Mà bởi vì nó song song BC mà, nên suy ra khoảng cách từ điểm D đến SBC nó bằng luôn khoảng cách từ điểm gì em? H đến SBC. Nó bằng bao nhiêu? Căn 33 trên 11. Hết bài. Được chưa? Đáp án cần chọn là đáp án gì? Đáp án C. Rồi, Trần Minh Khoa vào trễ. Vào trễ thì hết bố bài rồi đâu mà vào trễ. Rồi, mở lem chưa? Mở lem chưa? Mở lem rồi các bạn comment chữ G nhá. Comment GG đi. Hiểu rồi các bạn comment GG vào thầy. Được chưa? Thì đây là cái bước khởi đầu cho cái việc là các bạn đi tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Thì các bạn lúc nãy là làm những cái đề gần đây nhất trong đấy thì đại học có những cái đề nào thì cho các bạn làm hết rồi đấy, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Tuy nhiên nó sẽ phải lồng thêm những yếu tố, nó sẽ khó khăn hơn, bởi vì đi thi có thể là năm các bạn đề sẽ hỏi thêm những yếu tố khác khó hơn nữa. Khó hơn trong khoảng cách này là gì? Là nó sẽ ẩn đi cái cạnh đáy, nó ẩn đi đường cao, mà cái phần ẩn đi đấy nó sẽ lồng vào trong yếu tố góc. Lồng cho yếu tố góc. Alo. Lồng cho yếu tố góc. Mà yếu tố góc thì thầy sẽ dạy các bạn vào buổi cuối. Nhớ chưa? Còn buổi tới chúng ta sẽ vẫn học phần khoảng cách, là thầy sẽ dạy cho các bạn cái khoảng cách các bạn sợ nhất, là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Nhớ chưa? Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đấy. Ok, hết rồi. Thế bây giờ thầy sẽ dạy các bạn nhé, cái cách để các bạn xem cái video của thầy ấy, nhận được có hai cái vấn đề buổi cuối lúc nãy đầu giờ thầy nói cho các bạn. Một là cách xem video của thầy và nhận được hết các bài video của thầy, không bỏ sót bài nào, nhận hết video. Được chưa? Cách làm như sau này, thầy sẽ dạy các bạn cách làm nhé. Cái số 2 là chúng ta xem cái gì đấy, xem gọi là tương lai đấy. Đây thì để vào trong nhóm. Các bạn thầy sẽ dạy các bạn nhé cái cách. Thôi toi rồi. Úi giời. Các bạn phải đợi thầy một chút vậy. Thầy cút để thầy cắm cái dây. Thầy phải cắm cái dây. Rồi. Hướng dẫn các bạn nhận hết các video của thầy. Lại tiểu hí, bộ mày bị nghiện tiểu hí à?
Suốt ngày tiểu hí, chẳng chịu học hành gì cả. Máy của thầy nó bị đơ đấy. Thế là gọi thầy dạy trên máy tính cho các bạn vậy. Thầy dạy trên máy tính nhá. Chứ máy của thầy nó đang đơ đơ. Đấy. Đây. Màn hình đây. Đây cái màn các bạn đang xem live stream của thầy đúng không? Đấy. Thì bây giờ các bạn ấn như sau nhá. Các bạn ấn vào đây này. Đấy. Ui nhầm. Đây. Các bạn ấn vào đây. Ấn vào phần nhóm nhá. Mở cái phần nhóm của chúng ta lên này. Được chưa? Để nhận được hết các video trong nhóm, về sau các bạn mà trong nhóm livestream của thầy, cái nhóm tổng môn luyện đề của thầy, các bạn cũng phải biết cách để các bạn xem được các cái video từ thầy. Thì làm như sau. Ấn vào đây. À tự nhiên thầy là admin nên thầy không nhìn thấy được cái sao ấy. À đây, quản lý thông báo này. Các bạn thấy phần quản lý thông báo, ấn phần đã tham gia nhé. Có phần quản lý thông báo này, quản lý thông báo. Các bạn sẽ ấn nó mặc định ấy, trong Facebook nó mặc định, nó ghi là tin nổi bật. Chỉ có tin nổi bật thôi, nhiều người quan tâm thì nó hiện lên đây. Nên các bạn sẽ ấn sang cái mục là tất cả các bài viết. Được chưa? Thì lần sau thầy up cái video gì nên các bạn sẽ nhận được. Đây là trong nhóm. Tiếp theo là thầy hay live stream ở trên fanpage cho các bạn nữa. Thì cách để vào fanpage là như thế nào? Đây, vào fanpage. Các bạn vào fanpage của thầy nhá. Chú ý vào fanpage này. Lúc các bạn cũng làm như thế là gì? Ấn ở cái phần... thầy đang admin nên thầy đếch ấn được hay sao ấy. Thầy sẽ ấn một cái trang khác nhé. Thầy ấn trang khác đi. Thầy ấn Linh Ngọc Đàm đi. Linh Ngọc Đàm đi. Đấy. Ví dụ thế. Rồi. Đây Linh Ngọc Đàm. Thầy muốn theo dõi đúng không? Ấn vào đây. Theo dõi này. Nó sẽ mặc định luôn là đang theo dõi như này. Nhưng các bạn muốn theo dõi nó sâu hơn ấy. Để các bạn nhận được video các bạn ấn vào đây tiếp này. Ấn vào đây tiếp. Các bạn ấn phần yêu thích. Được chưa? Bạn yêu thích tự nhiên là các cái bài post của thầy các bạn nhận được. Và tiếp theo cái phần video. Đây, ví dụ thầy xem video của... Thì bao giờ ấy, ở trên đầu cái phần video nó có cái phần, cái nút quả chuông ấy. Các bạn có phần quả chuông ấy, ấn vào phần quả chuông đấy. Đấy, hoặc là thầy ấn vào cái dấu ba chấm này. Bật thông báo. Về bài viết này không phải. Đâu ta? Ê, được à? Trên điện thoại mới làm được hay sao ấy. Sao đây nó không có quả chuông nhỉ? Đáng ra nó phải có quả chuông cơ. Đang theo dõi này. Rồi thầy sẽ chắc là phải dùng trên điện thoại của các bạn thôi. Trên điện thoại thôi. Ở đây chỉ có một cái yêu thích. Trên điện thoại nó mới có. Ừ, thế mới giờ. Nên bạn nào dùng máy tính thì rất là khó để xem. Rất là khó để xem. Thì mở phần điện thoại thấy tên nhá. Đây. Sợ tiểu hí mà. Tiểu hí sợ. Nó chỉ có trên TikTok thôi. Đây này, ví dụ các bạn nhìn nhá, nhìn này, nhìn điện thoại của thầy này. Bao giờ ấy, lúc ấn theo dõi xong ấy, nó bên cạnh cái tên ấy, nó có phần quả chuông này. Các bạn ấn vào phần quả chuông này, ấn vào phần quả chuông, ấn quả chuông một phát, ấn vào phần quả chuông. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cho các bạn là chọn với mục nào. Thì các bạn chọn mục đầu tiên là tất cả các video, không hề. Cái thằng Facebook ấy, nó chỉ auto cho mình là những bài nào nổi bật thật sự là nó mới hiện lên thôi. Nên nâm ra các bạn có thể bị thiếu sót mất các bài đăng của thầy, các cái video của thầy.
lấy thiệt thòi cho các bạn thôi. Mặc dù video hoàn toàn là miễn phí, đúng không? Rồi, đây là ấn nhớ nhá, là lúc xem video ấn vào phần quả chuông, chọn vào cái chế độ là tất cả các video là được. Được chưa? Rồi. Để hướng dẫn để lấy được các video thấy không các bạn bị thiệt thôi nha. Không lại thắc mắc là sao em có vào trong nhóm mà không nhận được cái bài nào của thầy. Đơn giản là mình chưa để ở tất cả các bài. Nhớ chưa? Đây này, bây giờ các bạn nhìn nhá. Máy tính không có, đúng không? À, máy tính có thì chạy chưa mò ra đấy. Đấy các bạn mò ra. Lương 3 triệu xài Pro Max, thầy khổ quá. Ơ thì khổ thật mà. Cái này là thầy kể các bạn cái câu chuyện nó như thế này. Cái điện thoại này, cái điện thoại này thực ra ấy là không phải là thầy mua. Thầy thì không có tiền mua mấy cái điện thoại này. Luôn kém nè. Mà hôm đấy là thầy đi qua đường trên con phố Bạch Mai, có một bà cụ, bà ấy đứng ở trên dọc ở bên đường, mà cái đường Bạch Mai rất là đông, thế bà ấy không qua được đường, các em ạ, không qua được đường, bà cứ tiến lại một bước thì xe đến, tiến lên phát, thế bà lại phải thụt lùi lại, mãi bà không qua được đường, đấy ở đấy phải mấy phút liền không qua được đường, thì thấy thế không, mà thầy để cách đấy rất là xa thì vẫn nhìn thấy, nhưng mà thầy chạy ra, thầy dẫn bà ấy qua đường, dẫn bà ấy qua đường xong ấy. Thế là bà cảm ơn, bắt tay cảm ơn rối rít bảo nếu có cậu mà tôi mới qua được đường. Đấy, rất là cảm ơn cậu. Thế là bà ấy bảo là đây, cụ vừa mua mấy cái điện thoại, đang thừa cái, cháu cầm đi cho cụ vui. Nên thầy con người liêm chính, giúp người là không quan tâm đến lợi ích cá nhân, nên thầy từ chối luôn. Từ chối, không, cháu không nhận cụ ạ. Cháu giúp cụ qua đường để cháu cụ an toàn thôi, chứ không phải để nhận điện thoại của cụ. Không, cậu là một thanh niên tốt, rất đáng được khích lệ. Thế cậu làm nghề gì? Thế thầy mới bảo à, cháu làm giáo viên ạ. Thế là cụ ấy bảo là ui dồi ôi, làm giáo viên thì nghèo, nhưng mà được cái là tốt bụng nghề là được rồi cháu ạ. Thế là cụ ấy cố dí vào cho thầy cái điện thoại. Thầy không, cháu không nhận. Thế thầy đẩy, thầy không nhận. Cái hộp nó còn rơi, rơi nhưng may là không vỡ điện thoại. Thế là cụ bảo bây giờ ấy mà cậu không nhận điện thoại của tôi ấy, là tôi sẽ ra đường cho xe tông. Nguy hiểm quá, thầy sợ chứ. Đến một mạng người chứ. Điện thoại chứ, nhưng mà nó là một mạng người thì thôi lại phải nhận cho cụ vậy. Để giữ lên một mạng sống của một cụ già. Đấy, một cụ bà rất là tốt bụng. Nhưng mà không qua được đường. Thì câu chuyện ở đấy đúc kết cho các bạn là gì? Hãy cứ làm việc tốt. Tự nhiên là người ta sẽ tốt với các bạn. Đấy. Đấy là cái câu chuyện có thật. Ở con phố Bạch Mai. Sợ lắm các em ạ. Để phải giúp, nhận giúp cho bà ấy để cứu một mạng người đấy. Chứ có phải là muốn có điện thoại ấy đâu. Đấy. Trời ơi. Chứ thầy chưa bao giờ phải mua điện thoại các em ạ. Chưa bao giờ thầy phải mua điện thoại. Nó được tặng. Đây còn cái điện thoại nữa. Đây còn điện thoại nữa. Đây cái điện thoại này. Cái điện thoại này thì thầy cũng được tặng. Đây có hai điện thoại, thế được tặng. Cái điện thoại này thì hôm đấy là có một ông cụ, ông ấy ở trên con phố Minh Khai. Con phố Minh Khai thì cũng gần con phố Bạch Mai. Đấy, cũng gần con phố Bạch Mai. Thế ông cụ đấy đang đứng ở gốc cây xà cừ rất là to. Hôm đấy là trời lại mưa bão, mà nhà ông ấy không biết ở đâu, nhưng mà ông cũng đang muốn sang đường, lượn sang đường. Thế là với cái lòng tốt của thầy, thầy nhìn thế thầy rất là thương. Qua đường mà trời mưa to thế thì thầy phải lấy luôn cái giáo án của thầy che đầu cho ông ấy. Thì thầy dẫn ông ấy qua đường, ông lại cảm động quá, ông khóc, ông khóc kinh lắm đấy, khóc không ngớt được mắt, bảo là mãi mới có một thanh niên tốt cho cậu ở trong cái xã hội này, người đều thấy tôi là bơ đi, nhất là nhìn tôi nó còn áo nó rách rưới nên nhiều người là bơ đi, được cái là tôi lại là thấy rằng là cậu không mang về cái vẻ ngoài của tôi mà vẫn giúp tôi. Thế là ông ấy cảm động quá, ông lại dí vào tay thầy cái điện thoại. Thầy lại từ chối. Không được, cụ làm thế là không được. Cháu thì cháu dùng điện thoại vớ vẩn thôi. Nhưng mà
ít nhất là nó vẫn nghe gọi được. Nhưng cụ không cần làm thế với cháu, cháu giúp cụ cũng là vì tấm lòng. Thế là cụ ấy ai quá, cụ ấy bảo ôi trời ơi, không ngờ lại còn có người nhân phẩm tốt như này. Thế là cụ ấy bảo là bây giờ cậu mà không nhận cái điện thoại này thì không được với tôi, là tôi cho giang hồ chém chết cậu. Sợ quá, hóa ra ông ấy là trùm giang hồ em ạ. Thế sợ quá, thầy sợ bị chém chứ, chém mẹ thầy làm sao mà lên dậy live stream với các bạn được. Nên làm ra là thầy lại phải nhận cái điện thoại cho ông cụ đấy. Hỏi ra mới biết, về sau thầy mới biết được hai ông bà này, đấy, hai ông bà này là vợ chồng em ạ, hai ông bà trước và sau vợ chồng. Thế là hai ông bà lại về nói chuyện với nhau. Bảo ôi hôm nay tôi cũng gặp được một cậu đấy dạy giáo viên đúng không? Chính rồi, cậu ấy là dạy toán đúng không? Đúng rồi, cậu còn lấy giáo toán cho tôi mà tôi nhớ không nhầm mà tên thầy Đạt. Đúng rồi, tên thầy Đạt. Thế là hai cái ông bà cụ đấy nó mới cảm động quá, lại sang tận nhà thầy, biếu thầy căn nhà. Ôi dồi ôi, thế cái trung tâm dạy học của thầy tới phải mua đâu, là được biếu ấy chứ, hai ông bà biếu thầy. Đấy, nên câu chuyện rút ra từ hai câu chuyện ông bà cụ già gì, là hãy đi giúp người, tự nhiên là cuộc sống nó sẽ mỉm cười với các bạn. Thật mà các bạn lại bảo thầy bốc phét, thầy không bao giờ bốc phét. Ai bốc phét mấy cái này bao giờ đấy. Còn ngày xưa cơ là từng có một anh thanh niên què chân đây, cái điện thoại này thầy có phải mua đâu, là anh thanh niên anh què chân, anh ấy không sang được đường, thế thầy lại giúp anh ấy sang được. Thế là anh thanh niên lại tặng thầy cái điện thoại. Thôi đùa thế thôi nhá, chúng ta như đã hứa là thầy sẽ giúp các bạn xem về tương lai đúng không, giúp các bạn xem tương lai rồi. Nhân tiện là trước khi xem tương lai thì các bạn nào mà đăng ký S1 ấy, các bạn đăng ký sớm đi, sắp tới là tăng giá rồi đấy, đến 1 tháng 9 tăng giá rồi, còn có mấy ngày nữa thôi nha, chục ngày nữa tăng giá về giá cũ rồi, nên bạn nào mà chưa đăng ký sớm không phải lại hối tiếc nha. Đấy, các bạn cứ hỏi chất lượng thì các bạn cứ hỏi bạn nào ở đây học S1 rồi thì bạn ấy tư vấn cho nha. Nói chung là không phải quảng cáo đâu, nhưng mà nó tốt thật. Nó tốt thật, bởi vì giáo án thầy đã phải nghiên cứu 8 năm rồi nó mới ra một cái giáo án hoàn chỉnh để dạy các bạn. Và cái phương pháp nó cũng là chuẩn để cho các bạn hiểu bài nó dễ nhất và đạt hiệu quả cao nhất, quan trọng là thực chiến. Đấy. Và nó được kiểm chứng thông qua đúng các anh chị đi trước rồi. Ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ đến cái công việc là xem tương lai. Các bạn không nói xem bói nha, xem bói nó bị mê tín, xem tương lai. Nào, xem tương lai. Nào, các bạn nào muốn xem, các bạn comment chữ em cho thầy một cái nhá. Comment chữ em để được xem nhá. Comment chữ em nhá. Comment chữ em nhá. Đấy. Chưa cần nhờ các bạn ý feedback. Các bạn ý đã trong nhóm đã feedback rồi này. S-Pro đỉnh thầy ạ. Tốt nhất luôn Lê Văn Hùng. Cảm ơn em. Ok. Nguyễn Thư nó tốt thật đó mọi người. Trần Nhất Khang S1 chất lượng nhằm nhé mọi người. Ôi dồi, cảm ơn các bạn nhé. Ôi đấy. Thầy còn chưa nhờ các bạn feedback mà các bạn đã feedback cho thầy rồi. Cảm ơn Cam. Cảm ơn Kem. Bạn nào muốn xem các bạn comment chữ em nhá. Lê Văn Hùng hình như là buổi trước thầy xem cho em rồi hay sao nhỉ? Đây này, tí thầy lấy tai nghe. Đây rồi, tai nghe đây rồi. 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 Bây giờ thầy sẽ xem cho một bạn nhá. Thanh Huyền nhá. Thanh Huyền.
Alo. Không trả lời à? Có Thanh Huyền không trả lời thì gọi sao được? Bạn khác vậy. Bạn Bình Sinh à? À, Bình Sinh à? Nhìn avatar tím tím nó cute đấy, gọi luôn. Kìa, gọi không trả lời này thì chết dở. À, Alo em tên là Phạm Bình Sinh à? à? Không trả lời Vâng, à? vâng. Có gì À, không trả lời thì ờ, gọi sao được? em đâu Gọi bật sao loa? Ờ, bạn khác vậy. Em Phạm bật Bình loa. Sinh à? À, Bình Sinh à? Nhìn avatar tím tím là cute đấy, gọi Alo, luôn. alo. Alo kia. Dạ. Em bật Em đây ạ. loa, em bật loa thì đâm ra là thầy sẽ khó khó nói chuyện được, bởi vì nó cứ vọng Thì ngoại kêu tiếng. ra nghe, cho tôi nghe vào. Nín Rồi, em giới thiệu về bản thân cho các bạn biết qua một chút nhỉ. Alo ạ. Alo alo, nghe rõ chưa? Alo, nghe rõ không? À kìa, chẳng ai thấy trả lời này. Có thể tắt nhá. Ôi giời ơi. Rồi, thôi bạn khác vậy. Không nghỉ. Nó mất thời gian quá. Các bạn nên có tai nghe nhá, học có tai nghe, không nó loa nó vọng, hoặc là bạn là dùng điện thoại ấy, nó còn đỡ. Được chưa? Rồi. Rồi, tiếp tục nhá, bạn nữa nhá. Sao nào? Sao lại không để avatar à? Nguyễn Như Yến, không để avatar à? Alo. Dạ em chào thầy ạ. Chào Yến nha. Yến giới thiệu qua về bản thân mình cho các bạn cái nhỉ. Yến. Dạ em tên là Nguyễn Như Yến và em học ở khóa S1, S Pro, S2 và S3. Ui rồi, đăng ký hết các khóa rồi à? Ui rồi, sắp thủ khoa nữa rồi em ạ. Rồi, thế Yến là đã học trường gì em nhỉ? Em học ở dưới, em học ở chỗ Thái Bình, em học trường Nguyễn Du ạ. À, Nguyễn Du Trường phổ Thái thông Bình Nguyễn à? Du ạ. Cũng là trường tốt đấy. Thế đã có người yêu chưa? Dạ em chưa ạ. Chưa có người yêu à? Thế có muốn tìm người yêu không? Dạ em không có nhu cầu ạ. À, không có nhu cầu à? Ok, thế thì em sinh ngày bao nhiêu nhỉ? Em sinh ngày mùng 3 tháng 8 ạ. Mùng 3 tháng 8 11 giờ này. Cộng với cả 2004 đúng không? Dạ vâng 7 ạ. đến 15 này, ai chà. Thế thì hay đấy. Tức là thầy đánh giá em là một người mà độc lập tự chủ, cá tính mạnh luôn. Và trí tuệ của em phát triển rất tốt. Nhất là những cái vấn đề liên quan đến đến lý trí. Lý trí. Dạ vâng. Em thì sẽ không mạnh về vấn đề cảm xúc đâu. Nhưng mà được cái là ví dụ như kiểu tình cảm ấy, đứa nào mà cưa cẩm em ấy thì có khi hơi khó đấy. Nhưng mà được cái là lý trí em phát triển rất là tốt. Em có nhận ra là em có tính độc lập cao không? Và có cá tính Có mạnh không? Có cá tính mạnh không? cá tính thì em cũng không đâu. À, tức là có khi em cá tính mà người ta lại không biết đấy chứ. Rồi, thì thầy nhìn thấy em là một cái sự thông minh rất là tốt. Và em được cái nhé, là bạn thằng nào mà giao yêu được em là rất là sướng. Bởi vì thực ra là để mà nói nhiều nhỉ, dễ mà rung động cho người khác thì em rất khó, rất 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 khó để rung động cho người khác. Nhưng mà nếu như em mà đã có ai bên cạnh rồi, như của bạn bè thân thiết này, người yêu này, gia đình này, rất là hay biết ơn,
và yêu thương những cái người khác, nhưng mà trong trong nội tâm của em thôi, em lại không nói ra cơ. Bình thường là đứa khác nó yêu, nó biết ơn ấy, nó hay nói ra ngoài lắm để người khác thấy được, nhưng mà em sẽ khó mà nói ra, em hay giữ nó trong lòng. Em có hay thấy không? Dạ đúng rồi ạ. Chuẩn đét luôn, thế thì chuẩn đét rồi. Nào bây giờ cô muốn hỏi tôi cái gì nào? Dạ em muốn hỏi về học hành và năm sau em thi đại học ạ. Học hành á? Học hành như nào? Bây giờ em muốn hỏi học hành là như nào? Chưa hiểu lắm. À không, em muốn hỏi về năm sau em thi đại học, nhưng mà chưa biết chọn ngành gì. Dạ vâng, à vâng đúng rồi ạ. Bây giờ thầy sẽ list cho em những cái việc mà em có thể làm tốt nhá. Thứ nhất, vâng ạ, là những cái việc công việc liên quan đến du lịch. Thứ hai là những việc liên quan đến quản trị, quản trị nhân lực, quản trị khách sạn, tài chính, ngân hàng. Rất tốt cho em. Đấy. Dạ vâng. Marketing của em cũng làm tốt luôn. Nếu mà em làm marketing thì em sẽ không phải là làm nhân viên marketing. Nếu mà em làm marketing thì em sẽ phải làm ở những cái vị trí liên quan đến lãnh đạo, như kiểu là lead hay là manager của marketing. Tức là nó mang tính chiến lược và tổng quát. Thế đấy là thế mạnh của em. Bởi vì em không giỏi ăn nói, nhưng mà em để mà có một cái logic ở hệ thống, em làm tốt cái điều đấy. Rồi. Nên thầy khuyên em nên chọn du lịch, tài chính hoặc ngân hàng nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Em cũng hỏi gì nữa em nào? Em cũng không hỏi gì thêm nữa ạ. À hỏi thế thôi ạ. À? Được thôi. Rồi. Dạ thế vâng, nhá. Em cảm ơn, em chào thầy ạ. Chào em. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp tục bạn nữa nha. Rồi, lúc bạn nữ, rồi bây giờ bạn nam đi. Bạn nam. Alo. 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 Em chào thầy. Chào em. Em là Minh Tuấn đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Tuấn giới thiệu qua cho các bạn một chút về bản thân em đi nào. Em thầy, với các bạn, em là Nguyễn Minh Tuấn ở Hà Nội ạ. Ừ. Ở chỗ chùa Hương ấy các bạn ạ. Ồ, chùa Hương ở xa thế? Ở chỗ nó nằm ở sau Hà Đông đúng không? À, chùa Hương ở Hà Tây rồi. Vâng, vâng, ở chỗ Hà Tây đấy ạ. Ừ, xa đấy. Xa chỗ nhà thầy phết đấy. Vâng. Thế học online khóa nào của thầy đấy? Em có học đâu, em học cùng với các bạn ấy khác. À, đang học live stream ở trên fanpage mấy cả ở trong nhóm này thôi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Thế có định học các khóa học của thầy không? Em có. Có à? Có, nó yếu ớt thế. Mạnh mẽ lên chứ. Thế, em có thầy ạ. Thế mày có thấy thầy dạy dễ hiểu không? Có, em thấy thầy dễ hiểu. Thế tốt rồi. Rồi. Thế thì Tuấn đang học trường gì em nhỉ? Em học Mỹ Đức B. Mỹ Đức B à? Vâng. Thầy biết trường đấy. Thế năm nay định thi đại học trường nào chưa? Em định thi vào trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa học Xã hội và Nhân văn khoa gì? Khoa Tâm lý học thầy ạ. Tâm lý học à? Tức là bác sĩ tâm lý à? Vâng, em định làm bác sĩ tâm lý trị liệu. Tâm trị liệu tức là vấn đề về tâm lý của mọi người có vấn đề gì để gặp em đấy đúng không? Để em tư vấn đúng không? Ok. Thế Tuấn sinh ngày bao nhiêu em? Em sinh ngày 21 tháng 6 thầy ạ. 21 tháng 6 chỗ này sẽ là 39 1 4. Ok. Rồi, úi dồi ôi. Tức là thầy nhá, thầy hỏi nhá, thầy đoán trước nhá. Vâng. Thầy đoán trước là con đường nó dẫn đến cái vấn đề về việc em chọn cái ngành tư vấn tâm lý, có phải em đang gặp, em đã từng gặp và đã gặp hoặc là đang gặp cái vấn đề liên quan đến rất là nhiều cái nỗi lo trong cuộc sống, cũng như là em hay lo toan nhiều chuyện, cũng như là đã phải khổ tâm trong nhiều chuyện rồi. Và đôi khi là em hay nghĩ cái vấn đề về tiêu cực bản thân, và em tự tìm cách để em thoát khỏi cái vấn đề đấy rồi. Thì em muốn làm cái nghề này để giải tỏa những người giống em đúng không? À, đúng rồi thầy ạ. Chuẩn xác luôn đúng không? Tiếp này, có phải là em thường ấy là rất ít người đến bên cạnh em để động viên em, mà em phải toàn tự động viên bản thân mình.
trong những cái lúc mà em gặp khó khăn đấy, mà bạn bè em bên cạnh em nó không hiểu để nó an ủi em nhiều, mà toàn là em tự an ủi mình đấy trong những cái chuyện lo lắng của cuộc sống, có đúng hay không? Đúng luôn đấy ạ. Chuẩn đấy rồi. Rồi, bởi vì em là người nội tâm, em là người sống cực kỳ nội tâm luôn, và em bị một cái là hay bị suy nghĩ tiêu cực về bản thân, rất nghĩ về tiêu cực bản thân. Ví dụ nhé, còn những cái người nó sẽ luôn luôn nghĩ tích cực về bản thân, luôn luôn nghĩ mình tuyệt vời này, luôn luôn có bạn bè bên cạnh, luôn luôn vui đấy. Như thầy chẳng hạn, lúc nào thầy cũng vui, lúc nào thầy cũng vui, kể cả nhé, có khi ở trên mạng là bị đứa họ đứa kia nó nói xấu, nó ném đá các kiểu, nó sai sự thật về mình. Có đứa nó lên mạng nó ném đá là ôi dồi ôi, ông Đạt ông ấy dạy toàn dạy giải nhanh bằng máy tính thôi chứ có cái dạy bản chất đấy đâu, nó là sai sự thật nhưng mà thầy vẫn vui, mặc dù nó ném đá nhiều người lại hùa vào chẳng hạn thế, nhưng mà vẫn vui, bởi vì thầy tin rằng sẽ có những người biết được là bản chất thầy dạy như thế nào, không việc gì phải thanh minh cái đoạn đấy cả đấy. Lúc nào thầy nghĩ tích cực, nhưng mà em bị một cái là hay nghĩ tiêu cực, hay nghĩ tiêu cực. Và vậy thì lời khuyên của thầy ở đây là gì, là em hãy cố gắng là bỏ những cái điều lo lắng trong cuộc sống đi, tự tin hơn, tự tin hơn, thì bởi vì lúc em tự tin hơn thì óc sáng tạo của em nó mới tốt nhất, với cả lúc em vui vẻ thì nhiều thứ đầu của em nó mới nghĩ thông ra được đấy. Và em là người có thiên hướng hướng về gia đình nhiều hơn là công việc, có đúng hay không? Đúng luôn đấy ạ, Bởi vì thầy nói cái chuẩn đấy hết luôn đấy. bởi vì thầy ấy, là thầy thầy thì ngược lại em, thầy lại hướng về công việc nhiều hơn là gia đình. Đấy là cái nhược điểm của thầy, nên đôi khi cái thời gian bên cạnh gia đình của thầy rất là ít, thầy toàn hướng tập trung hết vào công việc thôi. Nhưng em ngược lại, em rất lo lắng cho những người trong gia đình của em, rất là muốn những người gia đình của em nó luôn luôn tốt lên, và kể cả trong công việc, ví dụ công việc một việc quan trọng với cả gia đình đang có việc quan trọng, em sẽ nghĩ đến chuyện là giải quyết cái vấn đề của gia đình trước, kể cả gia đình việc nó nhẹ hơn nhưng em sẽ chọn giải quyết vấn đề gia đình trước là công việc. Và em có cái tình thương cảm bao dung rất lớn, và đây là cái điều mà đôi khi nhá, là em để cái điều này lấn lướt sang vấn đề tình cảm nhá, là em sẽ bị lợi dụng và bị cắm sừng, nên cẩn thận nhá. Có bị cắm sừng bao giờ chưa? Yêu bao giờ bị cắm sừng chưa? À, em chưa. Chưa à? Thế tốt rồi, nhưng mà yêu con nào ấy thì tìm hiểu con ấy cho kỹ vào nhá. Yêu đương đừng có sâu hết những cái gì mình có, đừng có thể hiện hết tình cảm của mình cho nó ra như nào, không thì em là người đau khổ trong cái chuyện tình cảm này đấy nha. Vâng, đúng rồi thầy ạ. Yêu ai phải yêu về mình một chút nữa thầy ạ. Nên chọn con nào yêu mày nhiều hơn ấy, đừng có chọn con nào yêu mình yêu nhiều nó nhiều hơn thì mày sẽ khổ đấy nha. Thế bây giờ muốn hỏi thầy cái điều gì nào? Em muốn hỏi về đường học tập đi, tại vì em hay bị mất gốc toán, học trước thì quên sau ấy thầy ạ. À, học trước quên sau chuyện bình thường, bởi vì em học nó không có logic. Tức là như này, đây là cái lỗi của rất nhiều bạn gặp phải, tức là khi mà các bạn đi xem livestream của thầy ấy, ở trong trên trên Facebook fanpage của thầy, thực ra là những cái buổi livestream thầy bổ trợ cho các bạn trong khóa học của thầy thôi, chứ không phải là một cái buổi dạy hoàn chỉnh. Nên là nhiều bạn có thể là xem thầy giải sẽ vẫn thấy hiểu, nhưng mà để mà liên kết các chuyên đề với nhau ấy thì lại không làm được. Nên ấy, thầy bao giờ trong cái khóa học của thầy, thầy phải dạy từ cơ bản nâng cao, từ bài dễ mày khó sắp xếp từ dễ đến khó, nên các bạn phải theo đúng cái bản lộ trình thì em mới học tốt được. Nên em đã học ai không cần nhất thiết phải học thầy nhé, thầy có thể nói là em có thể học ở thầy trên lớp hay là học ai đấy, thì mình cũng phải theo cái bài đầu tiên. Nếu như mình theo những cái bài đầu tiên mà mình theo vài bài, 5 6 bài đầu mà mình không thể hiểu ấy, loại bỏ luôn giáo viên đấy ra khỏi, bởi vì mình không có nhiều thời gian trong năm cuối cấp, nên em có thể chọn cái giáo viên khác. Bởi vì hiểu hay không hiểu nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều là việc cái người dẫn đường cho em ấy là người ta có vẽ được một lộ trình nó tốt hay không. Cái lời khuyên của thầy thì kể cả học thầy hay học ai đi nữa thì em nên thử học những cái bài đầu tiên, nếu mà thực sự mình hiểu mình hợp người ta thì mình nên nên theo tin tưởng và theo học và cố gắng. Và còn một điều nữa là khi mình học ấy thì cái người thầy của mình phải đưa ra được cho mình là cái việc liên kết các chuyên đề với nhau như nào. Nên bao giờ thầy phải có cái khóa là khóa tổng ôn, là khi mà các bạn học hết các chuyên đề xong rồi thì phải biết cách liên kết các chuyên đề với nhau, thì lúc đấy đề thi đại học mới làm được. Bởi vì trong đề thi đại học một câu ấy, nó không chỉ hỏi một chuyên đề mà hỏi rất nhiều chuyên đề, nhớ nhá. Nên mình mất gốc thì mình nên đi đào từ gốc, đừng có cố gắng đi hái quả ở trên. Ví dụ thấy cái dạng này làm được mình cứ hái mấy cái dạng quả đấy, nhưng thực ra cái lõi của cái bài đấy nó lại phải liên quan đến cái rễ cây, thì mình muốn cái cây nó phát triển tốt, muốn mọc quả tốt thì cái rễ của mình phải tốt
cái gốc của mình phải to thì lúc đấy quả nó mới ra được và mình hái nó mới tốt được, mới dễ dàng được, hiểu chưa? Nên cứ đi từ gốc cho thầy. Thì cái việc em đang định hướng ấy về cái công việc của em ấy, thầy đang thấy là em định hướng nó đúng rồi, bởi vì những cái công việc nó phù hợp với em sẽ không làm việc liên quan đến cái vấn đề về lãnh đạo như như cái bạn thầy vừa nói ở kia, mà cái công việc sẽ làm em hạnh phúc và em thấy yêu công việc này và sẽ dễ thành công hơn trong công việc này, là làm những cái việc liên quan đến trong những cái tổ chức về nhân đạo này, tình thương này, giúp đỡ tâm lý này, giúp đỡ người khác này, thiện nguyện này. Đấy, thì em làm rất là tốt. Em ở trên trường có tham gia những cái tổ chức tình nguyện không? Dạ em có thầy ạ. Đấy, chuẩn đấy thôi. Thế làm đúng rồi. Thế theo đúng cái định hướng của em, thầy nghĩ là đây là việc tốt đấy và sẽ làm em vui vẻ cuộc sống cũng như là giúp dễ thành công hơn là những cái việc liên quan đến phân tích các chỉ số, rồi điều hành quản lý. Nên không phải thế mạnh của em. Kể cả trong lớp của em ngay ngay hiện tại trong lớp hiện tại của em nhé, trong lớp ở trên lớp học ở trên trường ấy, là em sẽ tự nhận thấy, cảm nhận thấy là em sẽ không phù hợp trong việc là lãnh đạo một trong đội nhóm ở trong lớp, có đúng không? Dạ đúng rồi. Chuẩn đấy đấy. Nhưng mà bọn bọn bạn bè của em sẽ nhìn em với một ánh mắt là thấy em là một người tốt, thấy em là người hiền lành tốt bụng và rất là đáng tin tưởng, nên em có rất nhiều bạn bè tin tưởng em. Nhưng mà để mà bảo lãnh đạo bọn nó thì bọn nó sẽ không chọn đấy, nhưng mà để chọn người tâm sự thì bọn nó sẽ chọn em. Đấy, tâm sự là một người tâm sự tuyệt vời đấy, biết lắng nghe. Ừ. Vâng đúng rồi thầy ạ. Đấy, chuẩn đấy, thì ta nói gì nó chắc chẳng phải đúng, khổ quá. Rồi hỏi gì nữa không? Thôi ạ, à, em cảm ơn thầy, em nhường cho các bạn khác vậy. Ok. Chào thầy nhá. Chào em. Rồi thôi, thầy chỉ nói thầy hôm nay hứa là xem có hai bạn thôi, chứ còn xem nhiều bạn quá thì nó đôi khi là nó mất thời gian. Thôi để buổi tới nhá, buổi số tư, buổi thứ năm chúng ta còn hai buổi nữa các bạn, thầy xem tiếp cho các bạn nhá. Thôi chúng ta nghỉ thôi, nghỉ sớm thôi nhá. Rồi thầy chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nhá. Các bạn nào đăng ký khóa S1 hoặc S2 hoặc S3 với thầy thì các bạn có thể đăng ký trên cái link này. Đây, thầy sẽ cho bạn cái link đăng ký sớm cùng với nó hết ưu đãi, nó thiệt thòi các bạn thôi. Đang được giảm giá, đang được ưu đãi đăng ký sớm. Đấy, thì kim cái comment ở đấy, bạn nào muốn đăng ký các bạn kim vào, click vào xong các bạn đăng ký thì sẽ có cái chị sẽ tư vấn gọi điện cho các bạn. Tuy nhiên ấy thì sẽ có bạn ấy, các bạn ý bảo là không biết cái khóa nào nó phù hợp thực sự với em, thì cách để em biết khóa nào phù hợp với em nhá, thầy sẽ dạy các bạn này. Rồi cách này để em vừa xem nhá, em vào giúp thầy, em vào giúp thầy như sau. Em vào trên cái trang là luyện thi tiến đạt.vn, nghe chưa, luyện thi tiến đạt.vn. Luyện thi tiến đạt.vn. Đây. Sau đó em vào em chọn cái mục là cái mục tư vấn ấy, nhận tư vấn ấy. Thì tự nhiên là sẽ có người tư vấn cho em cái lộ trình cho nó tốt nha. À, không cần đăng ký học, cần tư vấn thì các bạn vào trang luyện thi tina.vn có phần tư vấn đấy. Rồi, bye bye các bạn nha, chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye.